Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm chúc Tết một số đơn vị gia đình chính sách trên địa bàn. Đến thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao sự phối hợp giữa thành phố và Vùng 3 Hải quân thời gian qua trên các mặt công tác, đồng thời gửi lời chúc cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đón năm mới 2023 và Xuân Quý Mão an vui, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Tại công trình dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi lời thăm hỏi các công nhân, người lao động, đồng thời chúc mọi người đón Tết mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi công đảm bảo an toàn, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Chúc Tết các gia đình thương binh 1/4 Phạm Bá Năm và gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hòa trên địa bàn quận Sơn Trà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ân cần gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quý báu là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, cũng như đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, ngày càng giàu đẹp, văn minh trong thời gian đến.